Huyện nghèo ở Thanh Hóa xin xây công sở 30 tỷ đồng. Vụ hơn 1 tấn hàng lậu trong nhà thượng tá biên phòng, An Giang cảnh báo về mặt đảng. Mỹ-Trung tranh cãi gay gắt về phân biệt chủng tộc ở Liên Hiệp Quốc. Gặp trực tiếp căng thẳng, báo hiệu quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục nguội lạnh. Ông Biden liên tiếp trượt chân ngã, tòa Bạch Ốc nói do gió to. Ông Biden lên án bạo lực chống lại người Mỹ gốc Á. Kính thưa quý khán thính giả đang theo dõi một điểm tin trưa của ngày 20 tháng 3 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu một điểm tin trưa hôm nay là những cập nhật nhanh về tình hình trong nước. Báo Người Lao Động đưa tin huyện Quan Hóa hiện là một trong 6 huyện nghèo nhất nước của tỉnh Thanh Hóa, vừa đề xuất xin xây công sở 30 tỷ đồng, dù cơ sở này còn khang trang và mới sửa chữa trong năm 2020 với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trao đổi với báo chí vào ngày 19 tháng 3, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khẳng định cơ quan này chưa nhận được văn bản nào của huyện Quan Hóa gửi đề nghị xây công sở 30 tỷ đồng. Mà nếu văn bản gửi lên thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không đồng ý. Bà Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy Quan Hóa thì cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện này vừa gửi tờ trình xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho xây mới trụ sở làm việc. Việc này đã được Thường vụ huyện ủy Quan Hóa thông qua. Bà Hương lý giải trụ sở có tuổi đời hơn 30 năm nên đã xuống cấp, các phòng làm việc chật chội và cũ kỹ. Liên quan đến vụ nhà chức trách An Giang thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trong nhà của Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và người thân. Vào chiều ngày 19 tháng 3, Thượng tá Lê Hoàng Việt, người phát ngôn của lực lượng biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, nhà chức trách An Giang đã kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Ngơn, thành phố Châu Đốc, đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa, phần lớn có xuất xứ từ nước ngoài, không hóa đơn và chứng từ. Theo cơ quan chức năng, trong số 3 căn nhà nói trên, có một căn nhà vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam đang sống, một căn ông Nam cho thuê và một căn còn lại là của chị ruột vợ ông Nam. Khi sự việc được phát hiện, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nam cho biết ông đang đi học tại Đà Lạt từ trước Tết Tân Sửu đến giờ. Ông Nam nói, toàn bộ số hàng này là do chị vợ tôi thu mua rồi gửi tại nhà tôi. Bữa kiểm tra không có vợ tôi mà chỉ có con gái của tôi thôi. Tôi cũng không biết chị vợ gửi đồ, đến khi công an khám xét thì đơn vị thông báo tôi mới biết. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Một cụ bà 76 tuổi gốc Trung Quốc đã dùng gậy chống trả kẻ tấn công khiến gã này phải nhập viện. Theo SCMP, khi bà Xia Shujing từ Quảng Đông Trung Quốc đang chờ để sang đường vào ngày 17 tháng 3 ở San Francisco, Mỹ, một người đàn ông da trắng ngoài 30 tuổi bất ngờ hét lớn là dân Trung Quốc và đấm vào mặt bà. Trước tình huống bất ngờ, bà Xia đã dùng gậy gỗ mà bà nhìn thấy gần đó để chống trả, khiến kẻ tấn công bị thương. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy bà Xia vẫn còn run sợ và bật khóc khi cảnh sát tới hiện trường. Tại sao anh lại đánh tôi? Bà Xia nói trong khi một tay vẫn giữ túi đá trùm vào vết thương. Cạnh đó, kẻ tấn công bà Xia được đưa lên cáng tới bệnh viện, trong khi máu vẫn chảy ra từ miệng của tên này. Cảnh sát cho biết nghi phạm Stephen Jenkins đã hành hung một người đàn ông Việt Nam 83 tuổi cùng khu vực ngay trước khi gã này tấn công bà Xia. Đây là một trong những vụ tấn công mới nhất nhắm vào người Mỹ gốc Á lớn tuổi tại San Francisco. Thưa quý vị, ở một diễn biến khác, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã đụng độ với người đồng cấp Trung Quốc vào thứ Sáu ngày 19 tháng 3, khi bà mô tả trải nghiệm của chính mình với nạn nhân phân biệt chủng tộc là một thách thức. Bà Thomas Greenfield nói trong cuộc họp với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc rằng phân biệt chủng tộc đã và đang tiếp tục là một thách thức hàng ngày, cho dù chúng ta ở đâu, và đối với hàng triệu người, đó còn hơn cả một thử thách, thật chết người. Bà nói thêm, giống như ở Myanmar, nơi người Rohingya và những người khác đã bị áp bức, lạm dụng và bị giết với số lượng đáng kinh ngạc, hoặc ở Trung Quốc, nơi chính phủ đã thực hiện tội ác diệt chủng và tội ác chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương. Phó đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Trung Quốc, Đài Ping, sau đó đã đáp trả trước hội đồng rằng,
Nếu Hoa Kỳ thực sự quan tâm đến nhân quyền, họ nên giải quyết các vấn đề sâu xa như phân biệt chủng tộc, bất công xã hội và sự tàn bạo của cảnh sát trên chính đất nước của họ. Các tổ chức nhân quyền cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nơi họ bị đàn áp, tẩy não, cưỡng bức và thậm chí là bị triệt sản. Tuy nhiên, chế độ Bắc Kinh đã bác bỏ khi nói rằng đây chỉ là cái trung tâm đào tạo nghề. Ngoài người Duy Ngô Nhĩ, Phật giáo Tây Tạng, những người theo đạo Thiên Chúa và các học viên Pháp Luân Công cũng nằm trong danh sách bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Thưa quý vị, sau 2 ngày gặp gỡ cuộc hội đàm trực tiếp cấp cao đầu tiên ở Alaska, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức đã kết thúc vào ngày 19 tháng 3 theo giờ Mỹ. Theo Reuters, cuộc đàm phán dường như không mang lại đột phá ngoại giao như dự kiến, nhưng sự đối địch gay gắt cho thấy hai nước rất có ít điểm chung để thiết lập lại mối quan hệ đã chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói với các phóng viên ngay sau khi phái đoàn Trung Quốc rời khỏi phòng họp của khách sạn: "Chúng tôi dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán trực tiếp và khó khăn về nhiều vấn đề." Các thành viên của phái đoàn Trung Quốc rời khách sạn mà không nói chuyện với các phóng viên. Nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khí Trì sau đó đã nói với mạng truyền hình CCTN của Trung Quốc rằng các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và có lợi, nhưng tất nhiên vẫn có những cái khác biệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông không ngạc nhiên khi Hoa Kỳ nhận được phản ứng phòng thủ từ Trung Quốc sau khi Washington cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cũng như các cuộc tấn công mạng và gây áp lực trên Đài Loan. Nhưng ông Blinken cho biết hai bên cũng có những lợi ích đang xen vì Iran, Triều Tiên, Afghanistan và biến đổi khí hậu, và rằng Hoa Kỳ đã hoàn thành những gì họ phải làm trong các cuộc họp. Về kinh tế, thương mại, công nghệ, ông Blinken nói rằng: "Chúng tôi đã nói với các đối tác rằng chúng tôi đang xem xét những vấn đề này với sự tham vấn chặt chẽ với Quốc hội, với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiến lên theo cách hoàn toàn bảo vệ và nâng cao lợi ích của chúng tôi." Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người tham gia các cuộc họp, được truyền hình nhà nước Trung Quốc dẫn lời nói rằng họ đã nói với phía Hoa Kỳ rằng chủ quyền của Trung Quốc là vấn đề nguyên tắc và không được đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Bắc Kinh. Thưa quý vị, một cập nhật đáng chú ý khác. Vào hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 78 tuổi, đã trượt chân ngã khi lên cầu thang của Chiến không lực 1 tại căn cứ Liên hợp Embry. Theo đoạn video được các hãng tin công bố, ông Biden đã bị vấp hai lần và sau đó khuỵu đầu gối trái xuống lần thứ ba khi đi lên cầu thang. Sau đó, ông đã đứng dậy đi hết cầu thang và quay lại chào mọi người. Ông đã lên máy bay để có chuyến thăm theo lịch trình đến Atlanta, tiểu bang Georgia. Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Kay Bedingfield sau đó cho biết ông Biden không cần chăm sóc y tế và gọi vụ vấp ngã là không có gì khác hơn là một bước nhầm chân trên cầu thang. Kay Bedingfield nói: "Tôi biết mọi người đã nhìn thấy ông Biden trượt chân trên đường lên cầu thang không lực 1, nhưng tôi vui mừng thông báo rằng ông ấy vẫn ổn và thậm chí không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ đội ngũ y tế đi cùng ông ấy." Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre sau đó đã giải thích tình huống này là do gió mạnh tại căn cứ Embry. Reuters dẫn lời Jean-Pierre nói với các phóng viên: "Bên ngoài trời khá gió, trời rất gió, ông ấy đã làm tốt 100%. Ông Biden tính đến nay là người lớn tuổi nhất đảm nhận chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Ông không phải là người đầu tiên bị ngã trên các bậc thang dẫn đến chiếc không lực 1. Cựu Tổng thống Gerald Ford cũng đã bị ngã cầu thang vào năm 1975 khi đang có chuyến thăm đến nước Áo." Tiếp tục liên quan đến Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dẫn chương trình của Fox News, ông Steve Hilton vào ngày 19 tháng 3, nhận định ông Joe Biden không điều hành Tòa Bạch Ốc và chỉ là tổng thống trên danh nghĩa, dựa trên chương trình nghị sự của chính quyền cánh tả. Ông Hilton nói, năng lực của tổng tư lệnh của chúng ta là một vấn đề quan trọng của công chúng. Ông lưu ý ông Biden hằng ngày dường như quên mất mình ở đâu và đang làm gì. Ông ấy vấp ngã, ông ấy lẩm bẩm. Steve Hilton tiếp tục rằng, ông ấy rõ ràng là không có năng lượng để điều hành công việc. Tuy nhiên, nghiêm túc hơn từ cơ sở thực chất, bạn chỉ cần nhìn vào chương trình nghị sự đang được theo đuổi để thấy rằng ông Joe Biden chỉ là tổng thống trên danh nghĩa. Theo ông Houston, các công đoàn chính phủ và cánh tả đã thức dậy. Và tất nhiên, bộ máy hành chính thường trực đang thúc đẩy những thứ như quay trở lại thỏa thuận với Iran. Ông ấy không phụ trách và đó là lý do tại sao đây là một vấn đề lớn có tầm quan trọng của công chúng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 19 tháng 3 đã kêu gọi người Mỹ đoàn kết chống lại sự thù ghét và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Mỹ gốc Á trong chuyến đi tới Atlanta. The Hill dẫn lời ông Biden nói trong bài phát biểu tại Đại học Emory ở Atlanta:
Tôi tin rằng trong mỗi con người của tôi đều có một số giá trị cốt lõi và niềm tin sẽ mang chúng ta lại với nhau với tư cách là người Mỹ. Một trong số họ đang sát cánh cùng nhau chống lại sự thù ghét, chống lại phân biệt chủng tộc, thứ chất độc xấu xa đã ám ảnh và gây hại cho đất nước của chúng ta từ lâu. Ông Biden lên tiếng chỉ vài ngày sau khi một tay súng giết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ châu Á tại 3 tiệm massage khác nhau ở Atlanta. Trong khi các nhà chức trách chưa xác định rằng chủng tộc là động cơ gây án, tuy nhiên, sự việc này đã trầm trọng thêm mối lo ngại về sự gia tăng bạo lực đối với người Mỹ gốc Á trong đại dịch. Ông Biden cũng cho biết dù động cơ là gì, nhưng hiện tại nhiều người Mỹ gốc Á đang đi lại trên phố và lo lắng. Ông nói họ đã bị tấn công, bị đổ lỗi, bị làm vật tế thần và bị quấy rối. Họ bị tấn công bằng lời nói, bằng hành hung về thể xác và bị giết. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.